Và vòng chơi đầu tiên là gì? Tôi không biết, mà trên tay tôi đang cầm nhiều, quý vị biết không? Vé số. Vé số, vé số, sáng mua chiều sổ, ngày mai xé đây. Đó, bây giờ tôi đang cầm nhiều lắm, chắc cũng trăm mấy, 200 vé số gì đó, tôi không biết. Nhưng mà nhiệm vụ của những người chơi trong ngày hôm nay là gì? Mỗi người đi bán cho tôi mở Quỳnh Như. Anh Vi Cá, Quách Ngọc Tuyên. Dạ. Anh Ngọc Trai. Dạ. Tôi không biết, không biết làm thế nào đó. Trong vòng 15 phút phải bán hết vé số. Đem về đây cho tôi 2 triệu. Đem về đây cho tôi 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu là 3 là mỗi người 2 triệu hay là sao chứ? 3 người 2 triệu. 3 người 2 triệu. Anh có vượt chỉ tiêu thì càng tốt đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thôi 3 người 3 triệu đi. Ô, trời ơi trời. Cậy nó. Chơi luôn. Chơi luôn đi. Ráng chịu, tôi ra rồi tôi không có rút lại cái lời nói đâu. Mỗi người 1 triệu. Rồi. Nhiệm vụ, nếu ai không đem về mỗi người 1 triệu, móc túi ra bù cho tôi. Móc túi ra bù cho tôi. Nếu như chiến thắng được có 3 triệu đưa cho tôi thì bé sẽ được đến với thùng quà của hành trình ước mơ. Anh Linh mua mà em tờ giấy số, em giúp bé cái anh Linh. Đây tôi mua tờ. Dạ nhiêu tiền anh? Muốn 50. Dạ. Yeah. Dạ thôi bây giờ dạ lỡ rồi thôi bây giờ dạ, giúp 50 luôn. Luôn. Dạ. Tôi mua tờ 50. Dạ. Tôi trả 200 luôn. Có tiền chú? Có, chút về thu, chút về tôi trả. Từ từ. Để tôi rút, trời ơi, tiền lì xì năm ngoái mà tôi còn bỏ vô túi, tức là cái quần này từ năm ngoái năm nay chưa giặt. Trời ơi, ở dơ dữ vậy. Đó đây này, tao bao lì xì từ năm ngoái năm nay nè. Rồi một chút về tôi đưa 200 ngàn. Chú bắt mình được 200 ngàn không con gái? Nè, chờ chú nha. Dạ. Chú sẽ cố gắng mang lại những cái gì mà tốt nhất cho con. 10 phút nha. Dạ. Trời ơi, giá ông địa chiều nay tôi trúng 6 tỷ. À chiều nay tôi trúng 6 tỷ tôi cúng ông địa nãy chuối. Anh ba số khác nhau không có được 6 tỷ đâu anh. Chết mồ. Vậy thôi, giá ông địa chiều nay tôi trúng 2 tỷ 8. À anh còn tiền thuế nữa. Thuế nữa. Thôi giờ mình giá lại hay đi. Hay quá trời. Dạ, giá ông địa chiều nay tôi trúng 1 tỷ 8, 2 tỷ tôi đóng thuế 200 còn 1 tỷ 8, tôi cúng ông địa nãy chuối 20 ngàn. Còn lại cho bé hết. Bây giờ là mọi người bắt đầu chuẩn bị nha. Bắt đầu chưa anh? Thời gian chưa, từ từ. Trời ơi. Tôi phải có thời gian nó hiện lên màn hình kìa. Em gấp quá rồi. Tôi ăn gian quá, mọi người không cho tôi cầm đồng hồ nữa. Ủa là em có được chạy, mà đây chạy ra ngoài chợ thì nó xa muốn lắm. Muốn chạy đâu chạy. Không, muốn bán đầu bán mang quầy phim em ở dưới cũng được, muốn bán đầu bán. Em chạy lắm hồi lớn mình chạy Sài Gòn nhà tài trợ rồi. Ai biết. Hay gì trời. Hay nhắm gì rồi, nhắm rồi, hồi đó. Ê, em cũng nhắm luôn rồi đó. Chết mà. Okay, nhắm hết rồi. Hình như bà Quỳnh Như bà cũng nhắm luôn rồi đó. Thành ra giờ ai cũng nhắm ông lắm coi chừng á, ông nó mạnh lắm á. Rồi chuẩn bị. Đồng hồ 3 2 1 xuất phát. Ai có nhắm chắc không? Ai nhắm đâu nhắm đi. Chạy ra ngoài chứ đi. Chạy đi. Đó. Mọi người bán đi. Đồng tiền luôn. Trời ơi dễ quá. Anh ơi, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tờ. Rồi cái này là gửi lại cho con bé thêm 50 nữa. Trời ơi anh dễ thương vô cùng luôn. 5 tờ được 100 ngàn rồi. Wow. Dạ chị. Có ai có cái túi ni lông không cho em đựng tiền đi. Có ai có cái túi ni lông không cho em đựng tiền đi. Chị lấy 2 nhắm luôn đi em. 20 tờ đi 20 tờ. 2 20 tờ 300 ngàn. Yeah, cảm ơn chị. Mấy anh em ơi, ở đây không biết còn bao nhiêu tờ nữa. 20 tờ. 20. Thôi mình lấy 20 đi. Được. Rồi, là được. Vẫn còn à? Không, ở đây còn 4 tờ để tiền ủng hộ. Em đã vượt chỉ tiêu. Bán hết thì quyên góp thêm, càng nhiều càng tốt. Bây giờ hết vé số rồi đi xin đi. Chơi gì chơi lại vậy luôn hả anh? Vậy luôn à, được thôi. 50 tờ em bán được 1 triệu mốt anh Linh ơi. Ngon lành luôn. Chưa kể 200 ngàn của anh nữa. Ủa còn nhớ 200 ngàn của tôi nữa hả? Rồi sao quên được. Ai trong đoàn cho tôi mượn 200 ngàn tôi trả thì vé số. Để hồi Quách Cọc Tuyên vô đòi tôi xấu hổ nữa. Cho tôi mượn 200 ngàn đi. Giờ túi tôi cũng không có đồng nào hết trơn á. Cất vô để hồi nó ra nó đòi nhục lắm. Chú ơi, chú đang mang số đúng không chú? Chú còn mấy tờ vậy? 2, 4, 6, 8, 11 tờ lận. Chú lỗ rồi. 2, 4, 6, 8, ủa 10 con lộn. Nãy giờ ta nói không nghe à? Rồi. Quỳnh Như với lại Ngọc Trai sao rồi trời? À,
20 tờ, dạ rồi. Tờ 20 ngàn. What? Dạ dạ dạ. Anh trai đẹp trai quá, có vợ chưa, ủng hộ em đi anh trai. Từ từ, sợ không đủ luôn rồi. Vừa lại cho tôi chứ trời. 10 tờ nè. Có bao nhiêu lấy bao nhiêu. 15 nè. Anh lấy 15 nha, chừa cho anh đẹp trai này 4 tờ ha. Trời ơi trời ơi, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Thôi 300 mà. Ủa gì vậy? Lấy 15 tờ, 15 tờ. Ủa vô mắc hơn không? À, mắc hơn á. Bạn mắc hơn bình thường vậy. Anh mắc hơn, anh mắc hơn. 25 ngàn tờ. 15 à. Đủ rồi, đủ rồi. Dạ. Trời ơi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đã. Anh đẹp trai, 4 tờ, 200 đi anh. Bán anh nhiêu? 200, 200. Đúng rồi, đẹp trai quá, có vợ chưa? Có vợ chưa? Này nữa, thấy em đẹp trai quá cho 500 nữa. Trời ơi, cảm ơn nha. Mua xong cũng nhiều luôn. Trời, chúc anh mua xong có vợ nha. 1,5 triệu, 6, 7. 7 là đây, số tiền của em. Vô. Anh ơi. Dạ con, đợi, đợi chút. Chú đợi chút, chú qua đây, đợi. Con, chú qua đây, đợi con. Không, ở đây con, để con đi lấy. Đúng, con đi lấy. Ở đây, đây, đại lý con đây. Chú còn nhiêu tờ? Còn nhiều hả? Tờ nha, dạ rồi, 10 tờ. Rồi, con cảm ơn. Đúng, con bán chú là 200 ngàn. Dạ, dạ, 10 tờ. Nào, đã nói mua gì hả? Sao anh? Dạ, con dùm đi anh. Con lấy 10 tờ. 10 tờ. Lấy tờ nào? Thời gian rồi, giờ con bán giùm chú luôn. Dạ, ở đâu cũng là chấp cánh ước mơ hết. Dạ, của anh 10 tờ. Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, đó, 200 ngàn. Dạ. Dạ, thôi, xin phép chú nha. Con đi nha. Ủa, còn thời gian không mọi người ơi? Ở đây Quách Ngọc Tuyên bán đắt quá, Ngọc Trai bán sao? Mấy anh ơi, ủng hộ giùm cái... Ủa gì hả? Đồng nghiệp, bắt ghi số luôn. Con không có hình thức chuyển khoản. Thôi Ngọc Trai chết rồi. Chú ơi, Mua giùm Ngọc Trai đi chú ơi. Vé số của Quyền Linh đó, Quyền Linh bỏ mối cho Ngọc Trai á đó. Đó quý vị thấy không, hàng ngày á thì người là đi kinh doanh, người thì đi làm diễn viên. Qua chương trình Hành Trình Ước Mơ, tất cả mọi người đi bán vé số hết. Bán vé số để đem tiền về để hỗ trợ giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn. Thì chúng tôi cũng sẽ đi bán thôi, lâu lâu đi bán lần chứ bán hoài chắc cũng mệt lắm. Gì nữa đây? Trời ơi, ta đang quay Hành Trình Ước Mơ. Đem vé số ở đâu đây? Có nhiêu tờ? Đếm coi nhiêu. Tôi giao tiếp coi. Bán hết chưa con? Bán hết dạ, chưa? Dạ hết rồi chú. Được nhiêu vậy? Đây chú giữ một con đi, 1,7 triệu. 1,7 triệu hả? Dạ. Rồi ngon lành. Được 1,7 triệu với nhiêu? Còn nhiêu lượm giùm chỉ luôn. Dạ, đi. Mau lên, mau, còn 1 phút nữa, khỏi đếm. Khỏi đếm, con đếm cho. Bao nhiêu tờ? Hả, nhiêu tờ chị? 1 tờ hả? Rồi chị ra ngồi nghỉ đi. Trời ơi, vô tới tiệm hết tóc bán vé số. Em trai, em mua giùm anh Quyền Linh mấy tờ, một số tờ đi em trai. Lâu lâu mình giúp đỡ nghệ sĩ một bữa em trai. Mua giùm mà anh Quyền Linh đứng ngoài đây. Quyền Linh là gọi là nhà phân phối vé số đó. Ông Quách Ngọc Tuyên với Ngọc Trai với Quỳnh Như là đại lý vé số thôi, còn tôi là nhà phân phối vé số. Thì làm khổ tâm. Hai vé giờ anh ủng hộ cho bé nhiêu nè? 200 ngàn. Dạ. Đi vòng. Ủa sao mà tôi vừa mới tới cái mọi người chạy chốt hết. Đúng rồi. Dạ biết. Một vé không anh? 30, ok. Yahoo. Nhóm lại. Trời ơi. Dạ, cảm ơn anh. Hai anh, may mắn nha. Dạ, cảm ơn anh. Ủa gì ta? Có lời nữa rồi. Cảm ơn anh trai nhiều. Đủ 5 tờ ha. Rồi. Trời ơi, bà con Sóc Trăng mình toàn là người tốt bụng không? Dạ, chị ơi, đây là em bán vô giúp cho một hoàn cảnh của bé là vừa mất bà nội, vừa mất ba luôn. Thì bình thường tờ giấy số là 10 ngàn một tờ.
Dạ, thì bây giờ chị muốn lấy mấy tờ và chị ủng hộ như thế nào thì tùy ạ. Tất cả số tiền này em sẽ gửi cho bé. À, lấy em 10 tờ. Lấy chị 10 tờ. Dạ, 10 tờ ạ. Wow, dạ em cảm ơn chị rất nhiều. Anh đẹp trai. Cái gì vậy anh ơi? Mua giùm em đi. Nhiêu tờ? 10 tờ đấy. 10 tờ ạ? 2, 3, 4. Rồi, cho luôn hả? Quá trời tuyệt vời, toàn là anh đẹp trai. Bao nhiêu? Dạ, 5 tờ. 5 tờ. Quay về, còn 30 giây nữa, mau lên, mau lên. Em về rồi. Mau. Em bán hết rồi. Về đây, được nhiều hay nhiều. Nhiều tiền lắm anh ơi. Hết thời gian rồi. Quỳnh Như đem về đây, bán đây, nhóm này. Nhóm này. Nhóm này bao chót. Không biết gì nữa. Rồi, gom luôn, gom. Trời ơi, trời ơi. Nhóm đó mua có mấy tờ mà đưa 2 triệu. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, ông sắm đâu cái bóp đẹp như vậy. Em đi bán với số chuyên nghiệp mà. Trời ơi trời. Ông quy cáo của bóp ngon quá, cho tôi cái bóp nha. Còn Ngọc Trai ơi, về gom lại. Đâu rồi? 15 giây nữa quá. Ngọc Trai ơi. Trai ơi, em đâu rồi trai? Anh Ngọc Trai ơi. Rồi, có hơn lại, có hơn lại. Tám, 10 tờ. Có 100 ngàn nữa là 200. 200 đúng không cô? Dạ rồi, ok. Dạ, con cảm ơn cô. Ngọc Trai cho bán ế làm sao này thấy đúng phòng lòng. Em về đây anh phụ em trai ơi. Ngọc Trai ơi, Ngọc Trai. Tới đâu rồi? Chết rồi. Đang bán cho chú bán trái cây. Còn bao nhiêu đem về đây? Dạ, dạ, con tính xong rồi. Rồi, 5 tờ. Dạ rồi, con về liền. Rồi, dạ. Cháu đây, cháu đây. Chú mua trước cho con thêm đi. Hả? Rồi, cho hai đó nha. Dạ, bây giờ cho hai nữa. Thì chú mua cho con thêm 100 ngàn đi, nếu có gì ủng hộ cho bé. Này nhiều lắm, mất 8. Dạ, 8, thì bây giờ chú cho con thêm nữa. 50. Ok, dạ rồi. Rồi, ai mua giùm trái cây, mấy người mua giấy số giùm tôi đi. Ngày mai tôi chơi rồi chơi mua trái cây thì cho mấy ông bán trái cây bán được. Nhanh lên nào. Bây giờ mình đếm tiền thôi. Ôi nhiều quá con ơi. Nhiều lắm. Này của con hả chú? Của con nào? Dạ. 1 triệu nè. 2 nè. 2 triệu 1. 2 triệu 2 triệu 4. Đây có tờ 500 nè chú. 2 triệu 9, 3 triệu. Một mình Quỳnh Như bán 3 triệu 20 ngàn. Đã vượt chỉ tiêu luôn rồi hả anh? Vượt chỉ tiêu. 3 triệu 20 ngàn này. Vậy rồi. Chú giao cho con luôn. Con vậy thôi. Hôm nay được nhiêu? Thấy khá đó, thấy con cái bóp là bán chuyên nghiệp. Hay xong này mình ngoài ra mình bán nhà hàng. Không anh, anh đừng có định hướng em đi bán vé số luôn nha. Bán sushi mình thì bán vé số thêm đi. Không chắc của em bớt hơn quá toàn nhiêu, còn nhiêu không à. Trời ơi. Trời ơi, làm gì tôi vui. Trời ơi. Cảm ơn Ngọc Trai. Cuối cùng cũng đem được mớ tiền về. Điểm như. Dạ. Điểm như. Không biết nhiều nữa. Trời ơi quá trời. Anh cầm trước của em nè. 1 triệu. À. Triệu 8. Triệu 9. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu 50. 2 triệu 70 ngàn. 2 triệu... Lẻ 70 ngàn. 2 triệu lẻ 70 ngàn của Quách Ngọc Tuyên. Gửi cho con luôn. Để con Ngọc Trai nhiêu. Đi, đếm giùm em luôn đi Tiên. Đếm nhiều đi. Nhiều quá, nhiều quá. Đếm đi, đếm tiền chẳng trước đi. 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 500, 700. Đây là 204. Triệu nè chú. Em có cái này là 209, 1 triệu 209. 3 triệu. À, triệu ơi, triệu 3. Triệu 3, rồi, trời triệu ơi. 3. Triệu 4. Triệu 4. Ôi, ôi, trời ơi, lấm. Từ con. Triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi, 10 ngàn, giao cho con nữa. Tiếp ơi. Tổng lại là nè. 6 triệu mấy. 6 triệu mấy gì? 6 triệu 2, 6 triệu 3 gì đó. Vậy là 200 tôi khỏi đúng không? À, của chú nữa. Ủa không, vẫn tính chứ. Ủa, vẫn tính hả nãy dạ, gì? Dạ. Cho tiền liền đi anh, tiền trao cháu dạ. Múc. Nhờ anh khui hàng như vậy mà rất là chạy. Mới mượn. Nhớ trả anh ta nha. Chắc khỏi trả quá. Quá đã luôn. Thấy không, anh mở hàng may mắn luôn. Dạ. Mai mốt ai bán gì rủ tôi mở hàng nha. Dạ. Em chuẩn bị bán thân anh mở hàng giùm em đi. Ơi. Anh có đề nghị là sau chương trình này Ngọc Trai với Quỳnh Như với lại Quách Ngọc Tuyên đi bán vé số luôn. Thôi định hướng kỳ quá. Bây giờ Quỳnh Linh thay mặt cho Quách Ngọc Tuyên, cho Ngọc Trai, cho Quỳnh Như, cho bé Trân. Cảm ơn những tấm lòng của tất cả mọi người đã mua vé số trong ngày hôm nay. À, cảm ơn rất nhiều ạ. Toàn bộ tiền bán vé số được nhiêu?
giao hết cho bé Trân. Bé Trân giữ nha con. Cảm ơn bà con cô bé rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Tuyệt vời. Tôi nghĩ điều này rất là tuyệt vời. Hôm nay bé Trân sẽ nhận được rất nhiều tình cảm của tất cả mọi người ha. Con cảm ơn các chú các cô rất nhiều. Con đừng có lo gì hết, xung quanh chúng ta còn rất nhiều cái người sẽ dành tình cảm cho mình con nha. Dạ. Con không có cô đơn trong cuộc sống này đâu, yên tâm đi. Một chương trình đến từ nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như Entertainment.